hỉ bộ phổ âm Càng thát bà vương được môn giải thoát như mây rằng che rộng lớn che khắp được nhuần tất cả chúng sinh vị hỉ bộ phổ âm Càng thát bà vương thích chạy bộ vận động và thích phổ khúc sáng tác nhạc không những là kiện tướng vận động mà còn là nhà âm nhạc văn võ song toàn vị này đắc được môn giải thoát giống như vườn mây lớn che khắp ba ngàn thế giới bố thí lợi ích pháp vũ khắp chúng sinh đệm nhuận căn lành chúng sinh, khiến cho sinh trưởng thành thục mà đắc được giải thoát. Lạc giao động Mỹ Mục Càn Thất Bà Phương được một giải thoát hiện thân tốt, rộng lớn vi diệu, khiến cho tất cả chúng sinh hoạch được an lạc. Vị lạc giao động Mỹ Mục Càn Thất Bà Phương đắc được thân tốt rộng lớn vi diệu, vị này không những con mắt rất đẹp, mà thân thể cũng rất mỹ lệ, tất cả chúng sinh đều sinh tâm cung kính, tâm ái mộ và tâm an lạc đối với vị này. Vị này khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được an lạc, đắc được môn giải thoát này. Diệu âm sư tử tràng càn Thát bà vương, được môn giải thoát, phổ tán đại danh xưng Bảo khắp mười phương. Vị diệu âm sư tử tràng càn Thát bà vương, có âm thanh rất vì diệu êm tai, truyền khắp được trong mười phương tất cả chúng sinh trong mười phương đều biết vị này danh tiếng lừng lẫy nghe được tên của vị này thì có thể khai ngộ khai mở trí huệ mà liễu sinh thoát tử đạt đến bờ kia phổ phóng bảo quang minh càn thát bà vương được một giải thoát hiện tất cả thân thành tịnh quang minh đại hoan hỷ vị phổ phóng bảo quang minh càn thát bà vương có quang minh bóng chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh khiến cho chúng sinh đắc được trí huệ quang minh đại biểu cho trí huệ khiến cho chúng sinh đều sinh tâm đại hoàn hỷ vị này đắc được môn giải thoát pháp thần quang minh thành tịnh Kiềm càng thụ hoa tràng càn thất ba vương được môn giải thoát tự nhuận tất cả cây cối khiến cho người thấy đều hoàn hỷ vị kim cang thụ hoa tràng càn Thất bà vương đắc được cảnh giới tự nhuận khắp tất cả cây cối khiến cho tất cả cây cối cành lá hân hân cũng khiến cho chúng sinh thấy được những cây này thì sinh vui mừng chẳng có yêu sầu thứ cây này có tác dụng truyền phổ làm vui đó là môn giải thoát của vị này đắc được phổ hiện trang nghiêm càn Thất bà vương được môn giải thoát khéo nhập vào tất cả cảnh giới của phật khiến cho chúng sinh được an lạc vị phổ hiện trang nghiêm càn thát bà vương kéo về sự hiện ra đủ thứ sự trang nghiêm để trang nghiêm tất cả cõi nước hoặc đạo tràng và còn kéo nhập vào tất cả cảnh giới của phật đồng thời hiện ra tất cả cảnh giới của phật vừa trang nghiêm vừa thanh tịnh vị này lại ban cho tất cả chúng sinh an lạc trừ khử tất cả yêu khổ của chúng sinh vị này có tâm đại từ đại bi tâm từ ban vui tâm bi cứu khổ đó là môn giải thoát vị này đắc được Lúc đó, Trí Quốc Càn Thát Bà Vương, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Càn Thát Bà mà nói ra bài kệ. Khi vị phổ hiện trang nghiêm Càn Thát Bà Vương nói xong môn giải thoát đã đắc được, thì vị Trí Quốc Càn Thát Bà Vương, Càn Thát Bà Vương thuộc về Đông Phương Trí Quốc Thiên Vương cai quản, nương đại oai thần lực gia bị của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Càn Thát Bà mà nói kệ để tán thán công đức của Phật quan sát phần làm hai thứ. Một, quán sát trong định, tức là ở trong thiền định quán sát nhân duyên chúng càng thất bà, nên nói pháp gì để khiến cho họ đạt được lợi ích. Hai, quán sát khi xuất định, tức là dùng trí huệ để quán sát chúng càng thất bà, nên dùng pháp phương tiện gì để giáo hóa. Thì dùng pháp phương tiện đó, trước thì dùng sức thần thông để quán sát, sau thì dùng sức trí huệ để quán sát. Hai thứ quán sát này phải là người đã chứng được quả vị mới làm được. Cảnh giới chư Phật vô lượng môn, tất cả chúng sinh chẳng vào được. Thiện thệ như không tánh thành tịnh, khắp vị thế gian mà tránh đạo. Cảnh giới trừ Phật vô lượng môn, vị trí quốc cán thắt bá vương ở trong định, quán sát quả của chúng sinh trong quá khứ xuất định thì lại quan sát quả của chúng sinh trong hiện tại, thấy quả thì biết nhân, quán nhân thì biết quả và còn biết ba đời tất cả chư phật có vô lượng pháp môn tất cả chúng sinh chẳng vào được cảnh giới của chúng sinh và cảnh giới của chư phật giống nhau nhưng cảnh giới của chúng sinh thì phiền não tịnh não điên đảo cảnh giới của chư phật thì thanh tịnh vô vị mà vô bất vi gì cũng chẳng có nhưng có hết thảy cảnh giới này chúng sinh chẳng hiểu biết được cho nên chúng sinh không thể đạt đến cảnh giới của chư phật Vậy làm thế nào có thể đạt đến được? Duy trì một pháp môn, đó là học tập Phật Pháp, tu hành Phật Pháp. Thiện thệ như không tánh thành tịnh. Thiện thệ tức là một trong mười hiệu của Phật. Phật thường hành bát chánh đạo mà chứng nhập cứu kính nết bàn. Tánh của Ngài thanh tịnh như hư không. Khắp vì thế gian mở chánh đạo, khắp vì tất cả chúng sinh thế gian mà mở ra con đường tránh đại quang minh khiến cho chúng sinh từ con đường khang trang bằng phẳng thẳng đến có nước phật trong mỗi lỗ lông của như lai biển lớn công đức đều sung mãn tất cả thế gian đều lợi lạc giải thoát này thụ quang vương thấy trong mỗi lỗ lông của như lai trong mỗi lỗ chân đồng của phật đều có công đức vô lượng biển lớn công đức đều sung mãn công đức này so với biển còn lớn hơn tất cả công đức trong lỗ lông không thể đo lường được, không thể nghĩ bàn. Tất cả thế gian đều lợi lạc. Công đức của Phật không những lợi lạc cho chính mình, mà còn hoàn toàn vì lợi lạc của chúng sinh thế gian. Giải thoát này thụ quang vương thấy. Cảnh giới này vị thụ quang cản thất bà vương ngộ được, thấy được. Biển yêu khổ thế gian rộng lớn, Phật tiêu trừ sạch hết không còn, như lại thương xót nhiều phương tiện, tịnh mục hiểu rõ pháp môn này biển yêu khổ thế gian rộng lớn chúng sinh hữu tình thế gian yêu sầu khổ não nhiều như nước trong biển lớn vừa rộng lớn vừa thâm sâu do đó biển khổ vô biên quay đầu là bến biển khổ vô biên phải làm như thế nào phải quay đầu tức là giác ngộ giác ngộ tức là đến bờ kia bờ kia tức là cảnh giới của phật đến được cảnh giới của phật thì chẳng còn biển yêu khổ nữa làm thế nào để quay đầu tức là buông xả buông xả hết tất cả buông xả được thế đắc được tự tại tại sao có yêu khổ vì buông bỏ chẳng đặng tại sao buông bỏ chẳng đặng vì nhìn không thấu được tại sao nhìn không thấu được vì chẳng có trí huệ tại sao chẳng có trí huệ vì chẳng tu đạo cho nên trước hết phải tu đạo sau mới có trí huệ có trí huệ rồi thì nhìn thấu hết mọi sự mọi vật nhìn thấu rồi thì buông bỏ đặng buông bỏ được thì chẳng còn yêu vi khổ não nữa. Phật tiêu diệt sạch hết không còn, Phật hoàn toàn tiêu diệt trừ sạch biển yêu khổ của chúng sinh, một chút yêu sầu khổ não cũng chẳng còn. Như lại thường xót nhiều phương tiện, Phật dùng từ bi giáo hóa chúng sinh, thương xót độ khắp chúng sinh, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giúp đỡ chúng sinh. Chúng ta người tu đạo, đối với tất cả chúng sinh nên có tâm tử bi, bàn vui cho chúng sinh, cứu khổ chúng sinh, và nên có tâm thường xót đồng khổ với chúng sinh, đáng thương nỗi khổ của chúng sinh, tìm cách giải trừ nỗi khổ của chúng sinh. Người tu đạo trước hết phải có tâm từ bi thương xót, nếu không bất cứ tu hành gì cũng không thể thành tựu, bất quá chỉ là liễu hán mà thôi. Tịnh mục hiểu rõ pháp môn này, vị tịnh mục tàn thất bà vương hiểu thống cảnh giới này của phật